Kính chào quý khán giả và quý bà con, Ánh Nguyệt và Khánh Tường rất vui được gặp lại quý bà con trong chương trình 365 ngày chuyển động. Chương trình được phát sóng mỗi ngày trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Trong khung giờ quen thuộc tối nay ngày 20 tháng 4 năm 2019, chúng tôi tiếp tục chia sẻ những thông tin mới hấp dẫn và thiết thực liên quan đến các hoạt động sản xuất nông nghiệp tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng và nhiều địa phương trên cả nước. Lâm Đồng phân bổ hơn 10 tỷ đồng ngân sách để triển khai 6 chương trình, đề án trên địa bàn 4 huyện thành phố. Đầu tư phát triển hơn 56 hectare cây dược liệu các loại tại huyện Lạc Dương. Chuyên mục con số hôm nay, quý 1 năm 2019, xuất khẩu cao su tăng mạnh ước đạt 349.000 tấn. Chuyên mục chuyện nhà nông, tiềm năng phát triển cây ăn quả tại Đắk Lắk là rất lớn nhưng cần thực hiện tốt công tác quy hoạch và tìm được thị trường tiêu thụ ổn định. Những tín hiệu vui cho mùa sầu riêng mới ở Đạ Oai. Thưa quý vị và bà con, mở đầu chương trình như thường lệ sẽ là một số thông tin về tình hình sản xuất nông nghiệp đáng chú ý trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Quý bà con thân mến, trong kế hoạch hành động đến cuối năm 2019, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Lâm Đồng được phân bổ hơn 10 tỷ đồng ngân sách để triển khai 6 chương trình, đề án trên địa bàn 4 huyện, thành phố. Trong đó, chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới với tổng nguồn vốn triển khai nhiều nhất là hơn 6,4 tỷ đồng. Cụ thể gồm hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết gần 5 tỷ đồng và hơn 1,4 tỷ đồng thực hiện mỗi xã một sản phẩm OCOP, phát triển ngành nghề nông thôn, nâng cao chất lượng đào tạo nghề. Còn lại hơn 3,6 tỷ đồng thực hiện 5 chương trình, đề án gồm hơn 2,4 tỷ đồng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, 1,2 tỷ đồng chuyển đổi giống cây trồng, tái canh cà phê, ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp và phát triển bền vững ngành dâu tằm. Thưa quý bà con, vốn sản xuất vẫn luôn là một bài toán khó trong sản xuất nông nghiệp. Thời gian qua, vượt lên trên cả ý nghĩa là kênh tín dụng hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, quỹ hỗ trợ nông dân đã trở thành phương tiện hữu hiệu để tập hợp tổ chức hội viên nông dân thông qua những mô hình kinh tế hợp tác cùng lợi ích, cùng trách nhiệm. Tại tỉnh Lâm Đồng, phát huy hiệu quả của chương trình tín dụng cho người nông dân, theo thông tin từ Hội Nông dân tỉnh, hiện nay Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Lâm Đồng quản lý 56 dự án với số tiền gần 23 tỷ đồng cho 761 hộ vay. Trong đó, từ nguồn vốn trung ương, 22 dự án số tiền 13,5 tỷ đồng cho 397 hộ vay, nguồn quỹ tỉnh 34 dự án cho 354 hộ dư nợ hơn 9,3 tỷ đồng. Các dự án tập trung cho nông dân vay cải tạo, chăm sóc cà phê, hồ tiêu, trồng rau hoa theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, chăn nuôi bò sữa, bò thịt, trồng dâu nuôi tầm. Riêng trong 3 tháng đầu năm 2019, nguồn quỹ hỗ trợ nông dân toàn tỉnh đã tăng trưởng hơn 916 triệu đồng. Trong đó, các cấp hội đã vận động xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân được hơn 116 triệu đồng, ngân sách cấp huyện cấp bổ sung được 800 triệu đồng. Thưa quý bà con, thêm một thông tin vui cho phát triển trồng cây dược liệu tại Lâm Đồng. Đó là công ty cổ phần dược Lâm Đồng Ladofa vừa được cơ quan thẩm quyền tỉnh Lâm Đồng chấp thuận đầu tư phát triển hơn 56 hectare cây dược liệu các loại tại tiểu khu 94A, xã Đạ Nhiêm, huyện Lạc Dương, thuộc khu vực đất ngoài quy hoạch 3 loại rừng với thời hạn 50 năm. Theo đó, với tổng nguồn vốn gần 51 tỷ đồng, từ nay đến cuối năm 2020, Ladofa hoàn thành các thủ tục thiết kế xây dựng cơ bản, triển khai trồng mới và chăm sóc hơn 51,5 hectare các loại cây dược liệu, xây dựng 2 hectare vườn ươm cây dược liệu đầu dòng và diện tích còn lại xây dựng công trình để phục vụ sản xuất các loại cây dược liệu này. Dự kiến sản lượng thu hoạch bình quân hàng năm đạt tiêu chuẩn chất lượng dược liệu GACP của Tổ chức Y tế Thế giới gồm 1.017 tấn Atiso, 128 tấn dương cam cúc, 20 tấn vân mộc hương, 8 tấn trà hoa vàng. Thưa quý bà con, liên tục nội dung chương trình tối nay, xin mời quý bà con cùng đến với những thông tin cập nhật, phản ánh tình hình sản xuất nông nghiệp của người dân nhiều địa phương trên cả nước. Quý vị và bà con thân mến, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai là trung tâm của vựa lúa Ayun Hạ lớn bậc nhất Tây Nguyên. Để nâng cao hiệu quả kinh tế của việc sản xuất lúa tại địa phương, những năm gần đây, địa phương này đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ và mang tính đột phá nhằm sớm xây dựng thành công thương hiệu gạo Phú Thiện. Từ đó, hạt gạo Phú Thiện sẽ được nâng tầm và có vị thế nhất định trên thị trường. Từ quyết tâm xây dựng thành công thương hiệu gạo Phú Thiện, nên việc sản xuất lúa ở huyện Phú Thiện trong những năm gần đây tiếp tục có nhiều khởi sắc. Các ngành, các cấp và các hợp tác xã nông nghiệp trong huyện cùng vào cuộc với những động thái tích cực, trong đó đã xác định và chọn những giống lúa mới có năng suất, chất lượng cao để đưa vào sản xuất đại trà trên nhiều cánh đồng lớn một giống tại địa phương.
Tác xã nông nghiệp Việt Hải là một đơn vị tức là được giao cái nhiệm vụ đó là liên kết với các doanh nghiệp, các cái công ty lớn trong trong tỉnh và ngoài tỉnh để làm sao tuyển chọn những cái bộ giống tốt nhất, tham mưu cho huyện, cơ quan của địa phương như xã Eke đó là quy hoạch các vùng cánh đồng lớn một giống để đưa một số cái giống lúa sản xuất ra gạo có cái chất lượng cao để đưa ra thị trường. Cái thứ hai nữa là hợp tác xã cũng đã xây dựng và thiết kế các cái mẫu mã bao bì, đăng ký về cái vấn đề tem truy xuất nguồn gốc để bảo vệ cái thương hiệu gạo Phú Thiện. Cùng với đó, nông dân trong huyện Phú Thiện đã áp dụng tốt những tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào quá trình sản xuất lúa nên năng suất đạt rất cao. Phú Thiện đã hình thành nhiều vùng chuyên canh sản xuất lúa nước với tổng diện tích hơn 6.500 hectare, năng suất bình quân đạt từ 7 đến 7,5 tấn một hectare. Thậm chí, có nhiều cánh đồng ở Isol, Iake, thị trấn Phú Thiện vụ đông xuân đạt trên 10 tấn một hectare. Tạo nguồn thu nhập chính là cơ hội thoát nghèo và vươn lên làm giàu cho hàng chục ngàn gia đình trong huyện. Và cũng liên quan đến cây lúa, thưa quý bà con, nông dân các huyện Quế Sơn, Duy Xuyên, huyện Thăng Bình và thị xã Điện Bàn của tỉnh Quảng Nam đang rất phấn khởi và hy vọng vụ đông xuân này tiếp tục thắng lợi khi có nhiều diện tích lúa thuần có chất lượng, năng suất ổn định đưa vào sản xuất thành công. Hiện tại, bà con nông dân xã Điện Phước bắt đầu thu hoạch lúa đông xuân. Vụ này được sự hỗ trợ từ Hợp tác xã và Công ty Giống Cây Trồng Vật Nuôi Thừa Thiên Huế. Nông dân địa phương tiếp tục đưa giống lúa thuần J02 có nguồn gốc từ Nhật Bản do Viện Di truyền Nông nghiệp nhập nội và tuyển chọn vào gieo xạ năm thứ ba. Năng suất lúa ổn định nhiều năm liền, khả năng chống chịu thời tiết bất lợi và chất lượng gạo ngon đã mang lại giá trị kinh tế cao hơn so với các giống khác trước đây. Do nó chống chịu được sâu bệnh cho nên người dân lợi cái về cái mặt là thuốc bảo vệ thực vật, ít tốn cái chi phí đầu tư hơn. Rồi thứ hai thì với 42 hectare đó thì người dân thu về tôi ước tính thì khoảng là 2.3 tỷ. Như vậy thì khi mà lồn 42 hectare đó, người nông dân sẽ được lợi ra 2 đến 300 triệu đồng trên một vụ. Mới đây, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức đánh giá kết quả sản xuất thí điểm 126 hectare giống lúa thuần J02. Đặc biệt, 3 giống lúa này có năng suất cao hơn từ 7 đến 10 tấn một hectare và cho thu nhập cao hơn từ 5 đến 10 triệu đồng một hectare so với giống đối chứng. Đây sẽ là lựa chọn tối ưu thay thế dần những giống đang thoái hóa, ảnh hưởng đến năng suất và hiệu quả kinh tế của bà con nông dân. Tuy nhiên, ngành nông nghiệp Quảng Nam vẫn đề nghị các địa phương và hợp tác xã tiếp tục sản xuất thử nghiệm trên một số vùng đất khác để có đánh giá đầy đủ hơn trong những vụ kế tiếp, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp trên những cánh đồng mẫu lớn. Liên tục chương trình, chuyên mục con số hôm nay, quý 1 năm 2019, xuất khẩu cao su tăng mạnh, ước đạt 349.000 tấn. Chuyên mục chuyện nhà nông, tiềm năng phát triển cây ăn quả tại Đắk Lắk là rất lớn nhưng cần thực hiện tốt công tác quy hoạch và tìm được thị trường tiêu thụ ổn định. Những tín hiệu vui cho mùa sầu riêng mới ở Đạ Oai. Quý vị và bà con đang theo dõi chương trình 365 ngày chuyển động và trong nội dung tiếp theo, mời quý bà con đến với chuyên mục con số hôm nay. 349.000 tấn, đây là con số đáng chú ý, đánh dấu mốc sản lượng cao su xuất khẩu của nước ta trong quý 1 năm 2019. Cụ thể, ước tính khối lượng xuất khẩu cao su tháng 3 năm 2019 đạt 112.000 tấn với giá trị đạt 155 triệu USD, đưa khối lượng và giá trị xuất khẩu cao su 3 tháng đầu năm 2019 ước đạt 349.000 tấn và 461 triệu USD, tăng 32,8% về khối lượng và tăng 18,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2018. Hiện Trung Quốc, Ấn Độ và Hàn Quốc là 3 thị trường tiêu thụ cao su lớn nhất của Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2018, chiếm thị phần lần lượt là 64,2%, 9,3% và 3,4%. Dự báo trong năm nay, mức tăng trưởng tiêu thụ cao su thiên nhiên của toàn cầu sẽ chậm lại ở mức 2,5% trên một năm. Do đó, trong thời gian tới, doanh nghiệp Việt Nam đòi hỏi phải tìm kiếm những thị trường mới, tránh phụ thuộc vào những thị trường lớn như trước đây. Thưa quý bà con, nội dung tiếp theo của chương trình sẽ là thời lượng dành cho một chuyện nhà nông, chia sẻ những câu chuyện đáng chú ý xung quanh những hoạt động sản xuất đáng quan tâm của bà con trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng. Quý bà con thân mến, những năm gần đây, cây ăn quả trở thành một trong những nông sản mang lại thu nhập cao cho bà con nông dân Tây Nguyên nói chung, tỉnh Đắk Lắk nói riêng. Tiềm năng phát triển cây ăn quả tại Đắk Lắk là rất lớn, nhưng điều đáng quan tâm hiện nay là thực hiện tốt công tác quy hoạch và tìm được thị trường tiêu thụ ổn định. 2 năm qua được xem là khoảng thời gian tỏ rõ vị thế cho cây ăn quả tại khu vực Tây Nguyên
khi hiệu quả kinh tế vượt qua các loại cây công nghiệp dài ngày như cà phê, hồ tiêu. Những năm gần đây, nhiều nông dân đã hướng đến sự phát triển bền vững trong sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là cây ăn quả nên chất lượng sản phẩm ngày càng được nâng cao. Giờ đó, nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đã đến Đắk Lắk tìm hiểu về tình hình phát triển cây ăn quả và tìm kiếm đối tác để hợp tác, đầu tư, mở ra cơ hội lớn đối với sự phát triển cây trồng giàu tiềm năng này. Tôi đến khảo sát cái vùng nguyên liệu tại Đắk Lắk, đã tìm hiểu về vùng nguyên liệu Đắk Lắk, cái sự đa dạng về cây trái tại Đắk Lắk, để chúng tôi có định hướng về vấn đề cùng với nhà nông tại địa bàn để mà mình đặt ra những cái tiêu chuẩn định hướng cụ thể để bà con có những cái tiêu chí đó bám sát với thị trường để mà mình đưa cái trái cây hay là những cái sản phẩm tại Đắk Lắk đến cái người tiêu dùng ngày một gần hơn. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có khoảng 15.000 hecta cây ăn quả các loại. Theo các chuyên gia nông nghiệp, tiềm năng phát triển cây ăn quả của tỉnh rất lớn bởi khí hậu, đất đai của Đắk Lắk khá thích hợp với các loại cây trồng này. Mặc dù vậy, trên thực tế, bà con nông dân vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong việc tìm đầu ra cho sản phẩm. Thì từ khi mà cái hiệp hội cây ăn quả của Đắk Lắk thành lập thì chúng tôi cũng tìm đến với các anh. Thì cái thứ nhất là cả bên hiệp hội là cái cầu nối để người dân chúng tôi sẽ kết nối được với các cái doanh nghiệp. Và các cái doanh nghiệp sẽ định hướng chúng tôi sản xuất theo cái hướng để phù hợp với cả cái nhu cầu tiêu thụ của thị trường. Sau cà phê, hồ tiêu, cao su, cây ăn quả đã góp phần tạo nên thế mạnh cho tỉnh Đắk Lắk trong sản xuất nông nghiệp. Nhưng để cây ăn quả phát triển ổn định, vấn đề quan trọng nhất vẫn là cần có nhiều mô hình công ty kết nối theo chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ để có đầu ra ổn định với mức giá bảo đảm. Và thưa quý bà con thân mến, tiếp nối câu chuyện về cây ăn quả, trong chương trình hôm qua, chúng tôi đã chia sẻ tin vui khi sầu riêng chín bói đầu mùa huyện Đạ Oai đạt ngưỡng 60.000 đồng một ký. Để thông tin thêm về vụ mùa sầu riêng này, sau đây xin mời quý vị cùng đến với một phóng sự ngắn do phóng viên chương trình vừa ghi nhận. Nhà nông Phạm Doãn Chính ở xã Hà Lâm, huyện Đạ Oai có hơn 4 hecta trồng sầu riêng, trong đó có hơn 2,5 hecta đang cho thu hoạch. Với kinh nghiệm hơn 13 năm chăm sóc sầu riêng, khu vườn này của anh cho năng suất mỗi năm hơn 20 tấn một hecta, chủ yếu là các giống sầu riêng của Thái Lan. Với tầm nhìn xa, anh cũng đã xây dựng vườn theo quy trình Việt Gáp để nâng cao chất lượng sầu riêng, đồng thời anh cũng là một trong những thành viên sáng lập của Hợp tác xã Nông nghiệp Du lịch Miệt Vườn Hà Lâm với vai trò phó giám đốc phụ trách kỹ thuật. Chủ trương tất cả cái đó, chủ trương của cấp trên đảng chính quyền đưa ra rất là đúng, ngay cả Việt Gáp hay tới đây là truy xuất nguồn gốc. Thì lâu nay bà con mình là làm theo cái tự do, làm kiểu là may rủi. Nhưng mà nếu mà tất cả quy trình mà đưa theo làm Việt Gáp như này thì về cái bền vững lâu dài thì mình nên phải làm Việt Gáp hay là Global Gáp hay là truy xuất nguồn gốc. Tới đây là Hợp tác xã đang đăng ký làm rồi, của huyện Đạ Oai đã triển khai làm rồi. Nhà nông Phan Quang Thực ở thôn Phước Trung, xã Phước Lộc, huyện Đạ Oai cũng là một trong những nông hộ chuyển đổi từ trồng sầu riêng truyền thống sang thực hành theo Việt Gáp. Mùa sầu riêng năm 2018, với 7.000 m2 sầu riêng canh tác theo quy trình Việt Gáp, anh thu được sản lượng gần 20 tấn quả, cao hơn so với mặt bằng chung trung bình là 10 tấn một hecta ở Đạ Oai. Đảm bảo được cái quy trình mà trái cây sạch thì sẽ tiêu thụ được tất cả các cái siêu thị ở trong nước và một số nước khác, ví dụ như là sang châu Âu chẳng hạn thì giá cả của cái trái sầu riêng nó sẽ cao hơn, đảm bảo được cái nguồn ra nó ổn định. Giá cả ổn định, không phụ thuộc vào thị trường của Trung Quốc. Thời điểm hiện tại, sầu riêng Lâm Đồng đang có mức giá khá cao do đang ở thời điểm đầu vụ, một số ít cây cho trái vào vùng sầu riêng ở Lâm Đồng. Cụ thể là huyện Đạ Oai đã dần dịch chuyển sang trồng theo hướng công nghệ cao, thực hành sản xuất nông nghiệp tốt Việt Gáp với mã truy xuất nguồn gốc và chất lượng sầu riêng được đảm bảo. Thưa quý vị và quý bà con, năm 2018, tổng sản lượng sầu riêng trên địa bàn huyện Đạ Oai ước đạt 19.000 tấn, mang về hơn 700 tỷ đồng cho người dân địa phương. Nhiều hộ dân có mức thu nhập từ 2 đến 4 tỷ đồng nhờ cây sầu riêng. Trồng sầu riêng theo hướng thực hành sản xuất nông nghiệp tốt đang là hướng đi mà chính quyền và nhân dân địa phương chú trọng hướng tới. Nội dung đáng chú ý vừa rồi của chuyện nhà nông cũng đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Quý vị và bà con quan tâm, đóng góp, chia sẻ thông tin, vui lòng gửi email về chương trình tại địa chỉ 365 ngày chuyển động ltv@gmail.com hoặc gọi điện qua số điện thoại 02633 829 930. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.